Graham Connolly đến từ Italia. Thì đây là một trong những chai cũng như là một trong những hương vị mà được anh em săn đón rất nhiều. Chai này có hương vị là bánh quy Graham kèm với lại bơ. Thì thành phần sẽ gồm có kiều mạch, đại mạch, sữa và bơ nha anh em. Khi mà anh em trải nghiệm cái hương vị kiều mạch cũng như là đại mạch lên rất là thơm. Cái hậu nó sẽ có ngậy nhẹ và thơm nhẹ của bơ nè. Và cái mùi sữa nó phản qua, nó không có quá nồng đâu. Cũng như là cái chai này đặc biệt nó không có ngọt, cho nên khi anh em thưởng thức nó không có bị ngấy nè, cũng như là ngán nè. Và chai Graham Connolly này sở hữu là Smoothie 6BG. Thì khi mà trải nghiệm thì mình sẽ recommend em sử dụng những loại tăng mà Maltulung nè, ví dụ như Fast Air, Puma hoặc là Party Bloom, hoặc là những dòng tăng mà MTL anh em thích để mà trải nghiệm trọn vẹn nhất. Còn về Boss thì mình khuyên thiệt là anh em nên bỏ qua, thì anh em nên sử dụng trên những dòng tăng mà sẽ ngon hơn. Còn về Coi thì anh em sử dụng ở những thông số, ví dụ như 2737 nè, 2736 nè, cũng như là 2636 cho những anh em nào mà thích sọc chút xíu. Ngoài ra anh em còn có thể sử dụng trên các dòng IO All in One và sử dụng những dòng RBA hiện tại là có Banda nè, MS đất nè, RBA đốt nè. Đây là ba em cũng như là ba dòng RBA mà mình rất là thích để mà đánh lên cái chai này ngon nhất có thể nha nè. Ngoài ra anh em còn thắc mắc cũng như cần mình tư vấn hỗ trợ gì về chai Graham này thì anh em cứ việc comment với dưới clip, mình sẽ giải đáp thắc mắc cho nè.